Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Lời hứa hẹn sặc mùi gian dối của Taliban. Israel ngậm trái đắng, hệ thống phòng không của Nga bắn hạ 22 tên lửa. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lời hứa hẹn sặc mùi gian dối của Taliban. Dù đưa ra nhiều lời cam kết về an ninh, hòa bình và ổn định, Taliban vẫn chưa nhận được sự tín nhiệm của người dân do những hành vi man rợ của nhóm này. Tại một cuộc họp báo ở Kabul tuần trước, phát ngôn viên của Taliban tuyên bố, ngày nay Taliban không còn là tổ chức xấu xa mà thế giới từng nhớ đến như trước đây nữa. Ông nói sẽ không có ai bị hại ở Afghanistan, tất nhiên có một sự khác biệt rất lớn giữa chúng tôi bây giờ và 20 năm trước. Lời hứa của Taliban. Theo Washington Post, nhiều dấu hiệu mới đây cho thấy lời nói của Taliban có vẻ đúng, đặc biệt khi Taliban đã bắt đầu thỏa hiệp và thay đổi lập trường cứng rắn đối với vai trò của phụ nữ và trẻ em gái. Các nhà báo nữ tái xuất trên màn ảnh nhỏ chỉ một ngày sau khi Kabul sụp đổ, thậm chí còn phỏng vấn một quan chức Taliban trên truyền hình trực tiếp. Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban đã đăng một đoạn video nói rằng học giả theo phe Taliban khuyên các nữ nhân viên bệnh viện tiếp tục công việc của họ. Khó có thể tưởng tượng được những hình ảnh như vậy trong thời kỳ Taliban cai trị Afghanistan trước đây, khoảng thời gian kéo dài từ năm 1996 cho đến khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu tiến vào năm 2001. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Taliban cố gắng thể hiện giọng điệu trấn an người dân. Vào ngày 27 tháng 9 năm 1996, lực lượng Taliban đã chiếm được Kabul trong đêm, tràn vào từ mọi hướng sau cuộc càn quét đất nước kéo dài 15 ngày. Trong năm 2021, nhóm này chỉ tốn 11 ngày. Nhóm nổi dậy đã gặp ít sự kháng cự của quân chính phủ. Vào thời điểm đó, Taliban ít được biết đến ở Mỹ. Về mặt địa chính trị, Afghanistan chưa nằm trong vòng quan sát của Mỹ. Mohammad Asad Zakirai, quyền Thứ trưởng Ngoại giao của Taliban tuyên bố vào năm 1996, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tất cả các quy tắc và luật lệ của đạo Hồi được thực hiện một cách thực tế. Chính phủ Hồi giáo sẽ không đối lập với thế giới hiện đại. Ngày nay, Zakirai giữ vai trò là người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban. Taliban rao giảng pháp quyền và trật tự được lặp lại. Ban lãnh đạo Taliban còn tuyên bố nhóm không chỉ là những người bảo vệ Hồi giáo mà còn là những vị cứu tinh của Afghanistan. Khoảng 250.000 cư dân Kabul, chủ yếu là những người có học thức và giàu có, đã chạy trốn đến các vùng lãnh thổ phía Bắc và đến Pakistan sau khi Taliban tiếp quản. Nhưng thủ lĩnh Taliban kêu gọi những người dân Kabul hãy ở lại và nói nhiều biện pháp trấn an. Nói một đằng là một nẻo. Một chỉ huy Taliban tên là Musa tuyên bố ân xá cho tất cả các binh sĩ quan và binh lính chính phủ đầu hàng. Taliban sẽ không trả thù. Chúng tôi không có tư thù cá nhân. Nếu người dân phát hiện ai đó phải chịu trách nhiệm về tội ác trong quá khứ, chúng tôi sẽ xử hắn theo luật Hồi giáo. Hơn hai thập kỷ sau, vào ngày 17 tháng 8 năm 2021, Taliban một lần nữa tuyên bố ân xá chung cho những đồng hương trước đây đã từng làm phiên dịch hoặc trong các lĩnh vực quân sự và dân sự. Chúng tôi không muốn trả thù bất cứ ai. Mujahid nói không ai sẽ gõ cửa từng nhà để truy sát họ. Nhưng ngay ngày hôm sau, một báo cáo bí mật của Liên Hợp Quốc cho biết Taliban đang tăng cường săn lùng từng nhà, thiết lập các trạm kiểm soát và đe dọa người dân của các quan chức an ninh Afghanistan cũng như các cộng tác viên của Mỹ và NATO. Hai thập kỷ trước, dù đưa ra nhiều hứa hẹn nhưng Taliban đã thực hiện những hành vi trả thù tàn ác hơn ngày nay nhiều. Trong vài giờ sau khi nhóm Taliban lên nắm quyền vào năm 1996, cựu Tổng thống Afghanistan Najibullah đã bị đánh đập tàn bạo tới chết, thi thể bị kéo lê sau một chiếc xe tải và cuối cùng bị treo lên cột đèn, xác của một người họ hàng cũng đầy vết sẹo. Còn lần này, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã nhanh chóng tháo chạy. Nếu tôi ở lại đó, một tổng thống đắc cử của Afghanistan sẽ lại bị treo cổ ngay trước mắt người Afghanistan, ông Ghani nói trong một video trên Facebook. Vào năm 1996, chỉ trong vài ngày, Taliban đã phá vỡ lời hứa. Các thủ lĩnh Taliban thề sẽ chặt tay và chân của những tên trộm và họ đã làm như vậy. Hai phụ nữ mặc quần áo che kín mắt đi xuống một con phố mua sắm sầm ớt bị một số lính Taliban về lại đánh đập. Hôm sau, Taliban bắt được hai người đàn ông ăn trộm kẹo. Hai người này bị bôi đen mặt bằng khói, dán tiền Afghanistan vào tai và mũi và diễu hành quanh thành phố sau một chiếc xe tải. Tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 8, phát ngôn viên của Taliban đã lên tiếng đảm bảo với cư dân Kabul về quyền được đảm bảo an ninh đầy đủ, bảo vệ nhân phẩm và an toàn. Dù vậy, không ai tin tưởng lời hứa này của Taliban. Tôi thực sự có thể phát điên khi thấy những người này đang cố thuyết phục bản thân rằng Taliban đã thay đổi và họ sẽ giữ lời hứa như đúng với các tuyên bố chính trị của mình. Là một người Afghanistan sống sót qua chế độ đó, tôi đã vật lộn chiến đấu vì những mục đích lớn cho tương lai của con cháu người Afghanistan. Tôi có thể khẳng định rằng Taliban không hề thay đổi chút nào, bà nói. Israel ngậm trái đắng, hệ thống phòng không của Nga bắn hạ 22 tên lửa. Israel đã rất quyết tâm khi phóng 24 quả tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Syria. Tuy nhiên,
Buk-M2E và Patriot-S đã được vận hành vô cùng hiệu quả. Bộ Quốc phòng Nga đã có báo cáo về việc vận hành hiệu quả các hệ thống phòng không ở Syria trong cuộc không kích đêm 19 tháng 8 của Israel. Hãng thông tấn AVP thông tin các cuộc tấn công ban đêm của Israel vào lãnh thổ Syria cực kỳ kém hiệu quả. Thậm chí máy bay chiến đấu của Israel đã lợi dụng các máy bay dân dụng để ẩn mình, nhưng không ngăn cản được lực lượng phòng không của Syria vận hành hiệu quả các hệ thống phòng không. Các cuộc tấn công Israel đã bị đẩy lùi. Ngày 21 tháng 8, hãng thông tấn AVP thông tin, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không Buk-M2E và Patriot-S đã bắn hạ thành công 22 tên lửa của Israel. Hai quả tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không, nhưng nhờ sự hoạt động hiệu quả của chế áp điện tử mà chúng không thể tấn công trúng mục tiêu. Chuẩn đô đốc, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria tuyên bố hôm 20 tháng 8, lực lượng phòng không Syria đã phá hủy 22 quả tên lửa bằng hệ thống Buk-M2E và Patriot-S do Nga sản xuất. Các cuộc không kích của Israel được thực hiện từ không phận Lebanon vào đêm 19 tháng 8. Theo AV không lên tiếng về vụ việc, tuy nhiên điều này không hề lạ bởi theo AV rất hiếm khi nói về các hoạt động quân sự của họ ở Syria. Chính phủ Lebanon lên án mạnh mẽ các cuộc không kích và gửi đơn kiện Israel vi phạm không phận của mình đến Liên Hợp Quốc. Theo ông Kulit, các cuộc tấn công Israel không gây thương vong do quân nhân Syria. Tuy nhiên, vụ tấn công đã gây thương vong cho dân thường và các chiến binh ủng hộ chính phủ Syria. Tại thị trấn Qara, gần Damascus, 4 dân thường đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương. 2 chiến binh ủng hộ chính phủ ở Homs và một số chiến binh được cho là có liên hệ với nhóm Hezbollah đã thiệt mạng. Trước đó, truyền thông Israel công bố một đoạn video và tuyên bố tên lửa của Israel đã bắn trúng mục tiêu thuộc quân đội Ả Rập Syria. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Lực lượng phòng không Syria bắn hạ 22 trong số 24 quả tên lửa của Israel là con số ấn tượng. Nhưng theo ông Kulit, thông tin này không phải là điều ngạc nhiên. Một bài báo gần đây của tờ Asha Ashawat tiết lộ Nga đang nỗ lực hạn chế các cuộc tấn công của Israel vào Syria bằng cách cải thiện năng lực chiến đấu của lực lượng phòng không Cộng hòa Ả Rập Syria. Cuộc không kích ngày 19 tháng 8 vào miền trung Syria là một phần trong chiến dịch quân sự giữa các cuộc chiến của Israel. Chiến dịch này nhằm đẩy Iran và các đồng minh ra khỏi Syria. Tuy nhiên, cho đến nay, Israel chưa đạt được mục tiêu. Không sợi tóc nào được phép rơi khỏi đầu người Nga, Tổng thống Putin làm gì khiến Taliban sợ hãi đến vậy? Trong khi Mỹ NATO tháo chạy khỏi Afghanistan khi đại dịch tiến về Kabul, thì điều mà các chuyên gia quân sự thế giới rất ngạc nhiên là thái độ của Taliban với Nga tại đây. Lực lượng Taliban tuyên bố không ai được động đến một sợi tóc của người Nga tại tòa đại sứ và họ sẽ đàn áp mạnh những kẻ nào tấn công người Nga. Điều này có nghĩa là Mỹ NATO rút khỏi Afghanistan nhưng lực lượng Nga thì không được Taliban bảo vệ. Một vấn đề đặt ra ở đây rất thú vị là tại sao trong khi Nga vẫn coi Taliban là lực lượng khủng bố, bị cấm hoạt động tại Nga, nhưng lực lượng này lại đối xử với Nga như là đồng minh tin cậy, thân thiện. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ngay từ tháng 12 năm 2015, tức là ngay sau khi Nga động binh tại Syria, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan đã nói: "Sở thích của Taliban trùng hợp với chúng ta trong cuộc chiến chống lại khủng bố IS. Vì vậy, Kabulov đã mời đối lập Afghanistan đàm phán và điều phối các hành động. Nhưng những người đàn ông râu dài phải mất 2 năm để hiểu rằng họ không có lựa chọn nào khác để tồn tại trong thế giới mới. Nghĩa là họ không thể chiến đấu với tất cả những người chơi chủ chốt của khu vực cùng một lúc. Và đó là lý do tại sao ngày 4 tháng 9 năm 2018, một phái đoàn của các tổ chức đối lập và Taliban, lực lượng khủng bố bị cấm ở Nga đã tới Moscow. Tiến trình hòa bình này ở Afghanistan rất có thể có mọi cơ hội thành công nếu như Mỹ và chính quyền thân Mỹ tham gia thực hiện. Tuy nhiên, đồng thời thành công này hòa bình cho Afghanistan có nghĩa là sẽ chấm dứt sự thống trị của người Mỹ ở đất nước này. Do đó không bao giờ Mỹ NATO và chính quyền Afghanistan do Mỹ dựng lên chấp nhận. Mỹ NATO không quen gây dựng hòa bình mà họ thường tạo ra sự hỗn loạn. Cũng như tại Syria, người Nga đã đi từng nước bài bản, chắc cờ để loại dần Mỹ ra khỏi khu vực. Việc phái đoàn Taliban chấp nhận đàm phán với chính phủ Afghanistan chỉ khi Mỹ NATO phải rút khỏi lãnh thổ nước này gần như trùng hợp với lợi ích Nga tại đây. Vì vậy, ngay từ khi triển khai cuộc chơi trên bàn cờ địa chính trị Trung Á, Mỹ NATO và chính quyền Afghanistan đã chậm quá nhiều nước cờ, trong khi Nga lại thực hiện rất tốt tư tưởng của người Anh, không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia vĩnh viễn. Người Nga đã rời khỏi sự hợp tác với Mỹ NATO chống lại Taliban và đứng về phía Taliban đúng như Mỹ đã cáo buộc. Và đương nhiên giờ đây Taliban coi Nga như đồng minh, là người kiến tạo hòa bình tại Afghanistan, không có gì ngạc nhiên. Nga không phải là Liên Xô hay Mỹ NATO. Thứ nhất, tình thế Taliban trong mối quan hệ quốc tế đã thay đổi. Nếu như trước đây Taliban chống lại quân đội Liên Xô được sự hậu thuẫn của Mỹ, NATO và cả thế giới Ả Rập thì ngày nay, nếu Taliban chiến đấu với Nga thì chỉ một mình Mỹ, NATO rất khó và luôn công khai hỗ trợ Taliban chống đối Nga. Thứ hai, Chechnya và Syria là bài học và tấm gương rất thực cho Taliban. Lực lượng khủng bố ly khai Chechnya còn tinh nhuệ thiện chiến và độc ác còn trên Taliban một bậc, nhưng dưới sự chỉ huy của Thủ tướng Putin quyết đoán không từ bất kỳ một loại vũ khí nào mà Nga có thể hủy diệt không thương tiếc một tên khủng bố.
Hành động cứng rắn quyết liệt của quân Nga khủng khiếp đến mức mà quân khủng bố nghe tiếng máy bay Nga chỉ còn tìm cách chạy trốn. Tại Syria, lực lượng khủng bố lại còn đông và mạnh hơn Taliban nhiều lần. Dường như còn được Mỹ, NATO, các nước vùng vịnh cùng hơn 60 quốc gia trên danh nghĩa chống khủng bố dưới sự chỉ huy của Mỹ, nhưng thực chất là hỗ trợ khủng bố nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Thế nhưng Nga chỉ sử dụng hỏa lực của không quân và một lực lượng đặc nhiệm, cố vấn và có thể là lính đánh thuê tư nhân với quân đội Syria của Tổng thống Assad đã có kết quả như bây giờ. Taliban còn nhớ khi Liên Xô rút đi, một chính quyền thân Liên Xô tồn tại hơn 2 năm mà Taliban không làm gì nổi. Chỉ đến khi có sự thay đổi của Yeltsin, cắt toàn bộ năng lượng, viện trợ thì Taliban mới, với sự hỗ trợ của Mỹ, NATO mới lật đổ được chính phủ thân Nga này. Thứ ba, nước Nga thời Thủ tướng Putin chỉ huy tiêu diệt khủng bố Chechnya. Thời mở đầu tham chiến Syria và nước Nga bây giờ cách nhau một trời một vực về vị thế, sức mạnh, về sự quyết đoán và sự quyết liệt trong bảo vệ lợi ích quốc gia. Nói nghiêm túc, với hệ thống vũ khí mới hiện đại tiên tiến nhất thế giới bây giờ, Nga không cần nhìn ngó ai khi ra tay tấn công kẻ khác vì lợi ích an ninh quốc gia. Nếu như ở Syria Nga đã thử hoàn thiện nhiều loại vũ khí thì tại Afghanistan có thể là nơi để Nga áp dụng vào thực chiến. Như vậy, Afghanistan, lực lượng Taliban đã học thuộc hai nguyên tắc chính trị mà các chuyên gia địa chính trị người Mỹ rút ra: một, đừng bao giờ chống Nga, và hai, không bao giờ chống lại Nga. Tình hình Afghanistan, mặc dù lực lượng Taliban đã chiếm được Kabul và hầu như toàn bộ lãnh thổ, mặc dù thông báo của Taliban với dân chúng đã chứng tỏ chính sách của Taliban thời kỳ 1978-2001 và hiện nay có sự thay đổi về chất, nhưng thực tế thế nào thì thời gian sẽ chứng minh. Rõ ràng giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn. Taliban cần phải dựa vào một người có đủ uy tín tin cậy để kiến tạo dàn xếp hòa bình, tránh một cuộc nội chiến không mong muốn. Tất nhiên, Moscow cần một Afghanistan hòa bình, ổn định và hữu nghị, song họ có hỗ trợ hoàn toàn để Taliban lên nắm quyền hay không lại là chuyện khác. Phải chăng người Nga đang cảnh giác với Mỹ khi nghi rằng một trò thay ngựa giữa dòng xảo quyệt của Mỹ? Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ông Biden cố tình để Taliban thâu tóm Afghanistan. Đã có những cảnh báo về sự sụp đổ của quân đội Afghanistan và Taliban lên ngôi, nhưng dường như ông Biden đã làm ngơ. Một bức tranh, hai sắc thái. Tờ New York Times dẫn các báo cáo mật của các cơ quan gián điệp Mỹ cho biết, từ đầu mùa hè năm nay, giới tình báo từng cảnh báo bức tranh ngày càng ảm đạm về viễn cảnh Taliban sẽ sớm tiếp quản Afghanistan và cả sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội quốc gia Nam Á này, nhưng Nhà Trắng đã phớt lờ. Những cảnh báo được đưa ra, bất chấp thực tế là Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cố vấn của ông liên tục công khai tuyên bố rằng điều đó khó có thể xảy ra nhanh chóng. Đến tháng 7, nhiều báo cáo tình báo càng trở nên bi quan hơn, đặt câu hỏi về việc liệu các lực lượng an ninh Afghanistan có khả năng kháng cự đà tiến công mạnh mẽ của Taliban hay không, và liệu chính phủ nước này có thể cầm cự ở thủ đô Kabul hay không. Chỉ một tuần trước khi Kabul thất thủ, Tổng thống Biden hôm 8 tháng 7 nói rằng chính phủ Afghanistan khó có thể thất thủ và sẽ không có những cuộc di tản hỗn loạn. Hồi tháng 7, giữa lúc hàng chục thủ phủ tỉnh Afghanistan bị thất thủ và các chiến binh Taliban đang bao vây một số thành phố lớn, giới tình báo cũng đã đặt ra những rủi ro ngày càng tăng đối với Kabul. Lưu ý rằng chính phủ Afghanistan không thể đối phó với một cuộc tấn công của Taliban. Các cơ quan tình báo cũng dự đoán nếu Taliban chiếm giữ các thành phố sẽ nhanh chóng kéo theo hiện tượng sụp đổ domino và lực lượng an ninh Afghanistan có nguy cơ rất cao sẽ tan rã. Không rõ liệu trong các báo cáo khác vào thời điểm này, giới tình báo có đưa ra một bức tranh lạc quan hơn về năng lực chống chọi với Taliban của quân đội Afghanistan và chính phủ ở Kabul hay không. Nhưng rõ ràng những tiếng chuông cảnh báo như thế này đặt ra câu hỏi tại sao các quan chức chính quyền Biden và các nhà hoạch định quân sự ở Afghanistan lại phớt lờ và dường như không chuẩn bị tốt để đối phó, bao gồm cả việc không đảm bảo an ninh tại sân bay chính và hàng nghìn quân mới được điều đến đã vội vã về nước. Kết cục bất ngờ hay đã được dự đoán? Một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên cho biết, ngay cả đến cuối tháng 7 khi tình hình tình báo ngày càng biến động, các cơ quan tình báo chưa bao giờ dự đoán rõ ràng về một cuộc tiếp quản sắp xảy ra của Taliban, không có bất kỳ thông tin nào có độ tin cậy cao. Theo quan chức này, muộn nhất là một tuần trước khi Kabul sụp đổ, phân tích tình báo tổng thể cho thấy việc Taliban tiếp quản Afghanistan là không thể tránh khỏi. Các quan chức cũng cho biết, hồi tháng 7, Tổng thống Biden từng kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan đoàn kết. Ông chủ Nhà Trắng và các trợ lý cũng được cho là ép buộc họ nhượng bộ, điều cần thiết để ngăn chặn sự sụp đổ của chính phủ. Người phát ngôn của CIA và Giám đốc Tình báo Quốc gia từ chối thảo luận về các đánh giá này, nhưng các quan chức tình báo thừa nhận các phân tích này rất sáng suốt và đã có những thay đổi trong những tuần và tháng gần đây. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi Kabul thất thủ, ông Biden cũng thừa nhận chính quyền của ông đã lên kế hoạch cho mọi trường hợp bất thường ở Afghanistan, nhưng mọi việc diễn ra nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Trước những bằng chứng rõ ràng về sự sụp đổ của các lực lượng Afghanistan, các quan chức Mỹ đã bắt đầu chơi trò đổ lỗi. Nhà Trắng có tuyên bố cho rằng đây là một thất bại của cơ quan tình báo. Việc đổ lỗi như vậy là điều thường thấy sau những sự cố lớn về an ninh ở quốc gia ở Mỹ. Các cơ quan tình báo từ lâu đã dự báo về một chiến thắng trước của Taliban ngay cả trước khi Tổng thống Donald Trump và ông Biden quyết định rút lực lượng.
Xu hướng gió chiều nào xoay chiều đó, một vấn đề khác đặt ra là những bất đồng gay gắt cũng đã tồn tại trong cộng đồng tình báo. CIA trong nhiều năm đã tỏ ra bi quan về chiến lược đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan. Tuy nhiên, cơ quan tình báo quốc phòng và các cơ quan tình báo khác trong Lầu Năm Góc đưa ra những đánh giá lạc quan hơn về năng lực chiến đấu của Afghanistan. Các đánh giá tình báo và quân sự dự đoán rằng chính phủ Kabul có thể cầm cự ít nhất một năm trước khi Taliban tiếp quản, nhưng báo cáo này được xây dựng trên một tiền đề đã được chứng minh là thiếu sót. Tuy nhiên, theo chuyên gia, trên thực tế họ chưa bao giờ chiến đấu thực sự. Các quan chức tình báo từ lâu đã nhận thấy rằng người Afghanistan thường có những tính toán lạnh lùng về việc bên nào sẽ thắng trong một cuộc xung đột và luôn có xu hướng gió chiều nào xoay chiều đó, họ sẽ đầu hàng và ủng hộ phe chiến thắng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rất rõ với người đồng cấp Mỹ Joe Biden rằng ông không muốn bất kỳ lực lượng nào của Lầu Năm Góc hiện diện tại các quốc gia Trung Á. Nước Nga không muốn có sự hiện diện của Mỹ. Tờ Wall Street Journal vừa tiết lộ một thông tin chấn động. Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 6 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng ông phản đối bất kỳ kế hoạch nào của Mỹ nhằm thiết lập các căn cứ quân sự gần Afghanistan. Các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ, The Wall Street Journal dẫn lời cho biết, Tổng thống Putin đã nói rõ với người đồng cấp Joe Biden rằng ông không muốn bất kỳ lực lượng nào của Mỹ hiện diện tại các quốc gia Trung Á. Điều này cho thấy nhà lãnh đạo Nga muốn giữ quyền kiểm soát khu vực hơn là hợp tác với ông Biden về các vấn đề liên quan tới Afghanistan. Chính quyền Tổng thống Biden được cho là đang tìm cách triển khai máy bay không người lái và lực lượng chống khủng bố ở các quốc gia xung quanh Afghanistan, nhưng đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Nga. Nước Nga không mong muốn Mỹ quay trở lại đó. Nếu không được phép tiếp cận lãnh thổ các quốc gia Trung Á chẳng hạn như Uzbekistan, Kyrgyzstan hoặc Tajikistan, Mỹ sẽ phải dựa vào các căn cứ ở Qatar hay những quốc gia Ả Rập vùng vịnh khác và thậm chí là cả tàu sân bay ở Ấn Độ Dương để điều máy bay đến Afghanistan. Một cựu quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết quãng đường từ các quốc gia vùng vịnh là quá dài khi một máy bay không người lái có thể phải mất tới 60% chỉ để di chuyển từ căn cứ của Mỹ ở Al-Udeid, Qatar đến Afghanistan. Điều này sẽ tác động rất lớn đến thời gian tiến hành hoạt động trinh sát hoặc thực hiện các cuộc không kích. Tuy nhiên, ông Putin đã nói với người đồng cấp Biden tại cuộc họp họ ở Geneva hồi tháng 6 năm 2021 rằng Moscow phản đối bất kỳ vai trò quân sự nào của Mỹ ở khu vực Trung Á, đồng thời khẳng định Trung Quốc cũng sẽ bác bỏ điều đó. Chúng tôi không thấy bất kỳ hình thức hiện diện quân sự nào của Mỹ ở Trung Á lại có thể tăng cường an ninh cho các nước trực tiếp liên quan hoặc các nước láng giềng của họ. Đó chắc chắn sẽ không phải lợi ích của Nga. Quan điểm này của chúng tôi vẫn không thay đổi trước những gì đã xảy ra ở Afghanistan mấy ngày gần đây. Nga, chúng tôi tự lo được cho mình. Một số cựu quan chức Mỹ nói rằng ngay cả việc duy trì khả năng tiếp tục thực hiện các chuyến bay từ vùng vịnh cũng không phải là không tiềm ẩn những phức tạp ngoại giao khi Taliban đang kiểm soát Afghanistan. Trước đây, Mỹ đã từng sử dụng các căn cứ ở Uzbekistan và Kyrgyzstan trong giai đoạn đầu tiên khai chiến dịch quân sự ở Afghanistan. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã rời khỏi Uzbekistan vào năm 2005 và Kyrgyzstan gần một thập kỷ sau đó khi Nga và Trung Quốc tăng cường gây sức ép về các nước trong khu vực phải cắt giảm hợp tác quân sự với Washington. Do nằm gần Afghanistan, Trung Á được quân đội Mỹ coi là địa bàn trung tâm để tiến hành các hoạt động trinh sát hoặc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhóm khủng bố ở nước này. Bên cạnh đó, những thách thức về nhân đạo và ngoại giao đối với Washington, cuộc tấn công của Taliban đã khiến những người tị nạn Afghanistan, thậm chí máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự Afghanistan phải tìm nơi ẩn náu ở các quốc gia Trung Á. Những hỗn loạn ở Afghanistan ngày càng gia tăng thêm áp lực thúc buộc Mỹ phải đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia Trung Á. Tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từng phát biểu trước Quốc hội rằng các nhóm khủng bố đang có nguy cơ tái lập ở Afghanistan trong khoảng 2 năm. Tuy nhiên, Moscow đã tăng cường nỗ lực ngoại giao của mình trong các bình luận công khai và trong cả những thông điệp riêng gửi tới các quan chức Trung Á. Mục tiêu của họ ngăn chặn Mỹ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự trong khu vực. Trong những năm gần đây, Nga tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội Tajikistan, nơi Moscow đang đóng căn cứ quân sự, và cả với Uzbekistan. Các cuộc tập trận này có sự tham gia của 2.500 binh sĩ từ 3 quốc gia và khoảng 500 phương tiện quân sự, được tổ chức gần biên giới Afghanistan. Trong đó, máy bay chiến đấu không quân Nga cũng tấn công mô phỏng nhiều trại lính Việt quân. Nếu lập luận của Mỹ là sự hiện diện quân sự của họ có thể giúp tăng cường đảm bảo an ninh khu vực, thì phản ứng đương nhiên của Moscow sẽ là chúng tôi tự lo được cho mình, như những gì chúng tôi đã làm bấy lâu nay. Long mạch ẩn hiện ở Afghanistan và Trung Á thâu tóm ngay, Nga thống trị thế giới. Với tình thế xoay chuyển bất ngờ ở Afghanistan, cả Nga và Trung Quốc đang nắm lấy cơ hội để chiếm được khu vực xoay trục, làm bệ phóng thống trị cả thế giới. Kiểm soát Trung Á, thống trị thế giới, việc Mỹ thất bại trong một cuộc chiến sẽ là tin tốt cho Trung Quốc và Nga. Nói cách khác, bất kỳ đòn giáng nào nhằm vào uy tín và vai trò lãnh đạo của Mỹ đều là chiến thắng cho các đối thủ chiến lược của nước này trên toàn cầu. Và một cú đánh như vậy chính xác là những gì đã diễn ra ở Afghanistan. Sau khi chiếm Kabul, thủ đô của Afghanistan, cũng như giành quyền kiểm soát các thành phố lớn khác, Taliban tuyên bố chiến thắng Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm ở quốc gia nằm ở ngã tư Trung và Nam Á. Mặc dù giới quan sát cho rằng sự rút quân vội vàng của Mỹ đang gây ra mối đe dọa an ninh lớn với cửa ngõ Nga và
Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa hai quốc gia này muốn nhìn thấy lực lượng Mỹ ở lại Afghanistan thêm thời gian nữa. Báo động đang ở mức cao và đây là thời điểm cả Bắc Kinh và Moscow sẽ hành động. Bối cảnh trong và quanh Afghanistan lẫn Trung Á mang ý nghĩa toàn cầu lớn lao vì khu vực này là điểm tựa của lục địa Âu Á. Một thế kỷ trước, nhà địa chính trị người Anh đã gọi các khu vực trải dài từ nội địa Âu Á châu Á đến Đông Âu là trung tâm hay khu vực xoay trục và dự đoán rằng kiểm soát vùng đất rộng lớn này sẽ thống trị toàn bộ Âu Á cũng như thế giới. Trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Trung Á là chiến trường chính của các đế quốc Nga, Anh và Nga trong mục tiêu tranh giành quyền bá chủ. Trước những sự kiện trên trong khu vực, tờ Nikkei Asia đưa ra 3 kịch bản có thể xảy ra. Đầu tiên, Trung Quốc và Nga sẽ can dự sâu hơn khi đối mặt với nhu cầu tăng cường an ninh trong khu vực, làm xuất hiện một trật tự mới do hai nước dẫn đầu. Kịch bản thứ hai là 5 quốc gia Trung Á sẽ đoàn kết để ổn định khu vực trong khi ngăn chặn sự ảnh hưởng lan tỏa của Nga và Trung Quốc. Kịch bản sau cùng là sự thống trị của Taliban ở Afghanistan sẽ thúc đẩy đòn bẩy cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gây bất ổn cho toàn khu vực. Kịch bản thứ ba sẽ là tồi tệ nhất, nhưng kịch bản đầu tiên cũng sẽ không phải là một kết quả mong muốn đối với nhiều thế hệ khác. Hướng đi của Nga và Trung Quốc, trung tâm Á Âu là ngã tư giao thương và lưu thông giữa châu Á và châu Âu, trải dài từ Bắc Băng Dương đến Ấn Độ Dương. Nếu Trung Quốc và Nga nắm quyền kiểm soát khu vực, hai nước sẽ giành được ảnh hưởng lớn hơn không chỉ về kinh tế Âu Á mà còn cả cảnh quan chính trị. Sau cùng, hai nước có thể tranh giành vị trí lãnh đạo nâng tầm khu vực. Các nước Trung Á cũng không muốn bị dồn vào tầm ảnh hưởng của các cường quốc và đang tích cực nỗ lực để dẫn đầu quá trình hội nhập kinh tế. Bên cạnh những suy đoán về sự mở rộng chiến lược của Nga và Trung Quốc, có một thế lực khác chưa được tính đến sau cuộc chiến ở Afghanistan, đó là Nhật Bản. Tadamichi Yamamoto, người từng là đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Afghanistan, nhấn mạnh lợi thế đi đầu sớm của Nhật Bản. Nhật Bản là một trong những quốc gia công nghiệp lớn đầu tiên coi trọng khu vực Trung Á và đang xây dựng mối quan hệ hợp tác với 5 quốc gia, ông nói. Nhân vật này nhấn mạnh khoảng trống quyền lực do sự ra đi của Mỹ đang chờ được lấp đầy bởi các khung hợp tác đa quốc gia. Tuy nhiên, có những quan điểm khác cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều đang hướng đến mục tiêu riêng ở Trung Á thay vì lan tỏa và bao phủ sự thống trị trong khu vực. Theo đó, Bắc Kinh đang muốn tăng cường ảnh hưởng về kinh tế, còn Nga muốn củng cố hơn nữa hiện diện quân sự và quyền lực mềm ở khu vực sân sau truyền thống. Cuộc tháo chạy kinh hoàng ở Afghanistan, vì sao Mỹ không thể rút quân gọn gàng như Liên Xô? Từ những gì đã và đang diễn ra ở Kabul, nhà báo độc lập người Mỹ Mark Patry cho rằng tất cả tay sai của Mỹ trên thế giới nên thấy trước việc họ cũng có thể bị bịt mắt và bỏ rơi như Afghanistan. Cả Moscow và Washington đều phải rút khỏi Afghanistan, tại sao chiến dịch của Mỹ lại lộn xộn tới vậy? Ngày 15 tháng 8 2021, người Mỹ đã phải vội vàng tiến hành cái họ gọi là chiến dịch di tản người Mỹ và các đồng minh khỏi Afghanistan khi các tốp Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Tới nay, những gì mà thế giới thấy được ở Kabul, cụ thể trong và xung quanh sân bay quốc tế Kabul, rõ ràng là một thảm họa. Ngược dòng thời gian về hơn 40 năm trước đó, cũng chính người Mỹ lên kế hoạch nhằm biến Afghanistan thành một vũng lầy cho Liên Xô, theo hồi ký của một cựu phó giám đốc CIA. Cái gọi là chiến dịch nhằm trang bị vũ khí và tài trợ cho quân nổi dậy Afghanistan đã được tiến hành nhiều tháng trước khi Hồng quân Liên Xô tiến vào quốc gia Trung Á theo yêu cầu của Kabul. Vào năm 1998, cựu cố vấn an ninh quốc gia đã phải thú nhận rằng thủ đoạn này gây ra một sự can thiệp quân sự của Liên Xô. Tuy nhiên, sau 10 năm tham chiến, Liên Xô đã tránh được một thất bại nhục nhã bằng cách kết thúc cuộc chiến và tiến hành một cuộc rút quân có trật tự từ ngày 15 tháng 5 năm 1988 đến 15 tháng 2 năm 1989. Đề cập tới cuộc di tản lộn xộn và việc Washington phải cử thêm hàng nghìn lính Mỹ tới Kabul để tiến hành chiến dịch, nhà báo độc lập người Mỹ Mark Patry nhấn mạnh, điểm khác biệt chính giữa cuộc rút quân của Liên Xô năm 1989 và cuộc rút quân của Mỹ hiện tại là bản chất hoàn toàn vô tổ chức và lộn xộn của cuộc chiến sau này. Mặc dù bị sa lầy trong một cuộc đối đầu kéo dài và mệt mỏi, nhưng Liên Xô đã cố gắng thực hiện cuộc rút lui của họ một cách có trật tự và có trách nhiệm. Trái ngược với Washington, Liên Xô vẫn còn nguyên vẹn một chính phủ đồng minh tương đối ổn định. Chính phủ thân Liên Xô đã cai trị đất nước và duy trì cuộc kháng chiến vũ trang đến tận tháng 4 năm 1992. Washington đã sai ở đâu? Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik vào năm 2019, cựu chỉ huy tập đoàn quân 40 Hồng quân Liên Xô ở Afghanistan tiết lộ rằng Bộ Tư lệnh Hồng quân đã thiết lập và duy trì mối liên lạc với một liên minh quân sự của quân nổi dậy Afghanistan. Đặc biệt, vị tướng này cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về việc rút quân, một trong những chỉ huy dẫn đầu cuộc chiến chống lại Liên Xô tại khu vực thung lũng Panisi. Theo vị tướng, quân nổi dậy đã giữ lời và cung cấp một hành lang an toàn cho Hồng quân Liên Xô rút về nước. Theo nhà báo Mỹ Paris, vẫn chưa rõ chính xác chính quyền Biden đã ký những thỏa thuận nào với các cánh chính trị và quân sự Taliban vì tốc độ tiến công của lực lượng này dường như đã khiến Mỹ mất cảnh giác. Hơn nữa, việc chính quyền Biden đã quyết định trì hoãn hoàn tất việc rút quân từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021 đã khiến giới lãnh đạo từ Taliban giận dữ và đe dọa rằng họ sẽ chiến đấu đến cùng nếu Nhà Trắng vi phạm Hiệp định Doha. Để làm phức tạp thêm vấn đề, cựu tổng thống Afghanistan đã bỏ trốn khỏi thủ đô, do đó phá vỡ các thỏa thuận trước đó về một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự. Theo các quan chức Nga có mặt tại Kabul, ông Ghani đã cố gắng tuồn một số tiền lớn ra nước ngoài trong quá trình này. Hơn nữa, có vẻ như Washington không tin tưởng chính phủ Ghani cho lắm.
Nhà báo Paris kết luận, những gì đã diễn ra nên được coi như một lời cảnh báo cho toàn chính phủ tay sai của Washington trên toàn thế giới rằng họ cũng có thể bị bịt mắt và bỏ rơi như thế nào. Mỹ bất ngờ trở mặt, đẩy đồng minh bên bờ vực sụp đổ, thảm kịch đau đớn. Tốc độ rút quân nhanh chóng đã khiến nhiều người Afghanistan cảm thấy rằng họ đang bị bỏ lại một mình để đối phó với mớ hỗn độn tạo ra, một phần là do các chính sách của Mỹ. Rút quân trong hỗn loạn, sau nhiều năm chứng kiến sự mệt mỏi của các lực lượng Mỹ tham gia chiến đấu và rồi chết trận ở một vùng đất xa xôi, Tổng thống Joe Biden trước áp lực ngày càng gia tăng của cử tri trong nước đã quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Chẳng để mất thời gian, tổ chức vũ trang cực đoan Taliban đã ngay lập tức chiếm lĩnh những khu vực mà quân đội Mỹ để lại, giết hại dân thường, cướp chính quyền và quét sạch nỗ lực giá trị hàng ngàn tỷ đô của người dân Mỹ. Đó là những gì đã từng xảy ra sau khi Tổng thống Barack Obama rút các lực lượng Mỹ khỏi Iraq vào năm 2011. Các phần tử thánh chiến của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhanh chóng lập ra một tiểu vương quốc cực đoan, khiến Lầu Năm Góc phải điều động quân đội tới để tiêu diệt chúng. Đây cũng là một kịch bản có thể xảy ra với Afghanistan khi Tổng thống Biden đưa ra mệnh lệnh chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ, đã mở đường tiến quân cho Taliban, nhóm cực đoan mà Washington triển khai lực lượng tới Afghanistan, hòng lật đổ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Để giành được các lợi ích ở những xã hội xa xôi và đầy phức tạp như Afghanistan và Iraq đã khiến giới hoạch định chính sách của cả hai đảng trong chính quyền Mỹ phải trải qua không biết bao nhiêu cơn đau đầu kể từ khi Tổng thống George Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố gần hai thập kỷ trước. Những năm sau đó, ngay cả việc định nghĩa các lợi ích này cũng rất lung lay. Mỹ lấy cớ truyền bá dân chủ và nhân quyền cùng một số giá trị khác và bỏ ra bao nỗ lực tốn kém nhưng kết quả nhận về lại rất ít. Theo một số nhà phân tích và các cựu quan chức Mỹ, kết quả là cả bạn bè và đối thủ của Washington đều nhận thức được rằng sẽ không bao giờ có thể đảm bảo Mỹ gắn bó trong bao lâu. Theo kinh nghiệm từ bản thân, với tư cách là một quốc gia và với tư cách là một chính phủ thì chúng ta đang thiếu sự kiên nhẫn chiến lược. Tổng thống Biden quyết định đã đến lúc phải rời khỏi Afghanistan, bất chấp rủi ro những diễn biến trong tương lai có thể khiến Mỹ phải quay trở lại. Tháng trước, trong bài phát biểu bảo vệ chính sách của mình, ông Biden lập luận rằng việc tái thiết đất nước Afghanistan không phải là việc của Mỹ. Chúng tôi không đến Afghanistan để xây dựng đất nước, người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu. Việc quyết định tương lai và điều hành đất nước như thế nào thuộc về quyền và nghĩa vụ của chính người dân Afghanistan. Sau hai thập kỷ, ông Biden cho rằng việc triển khai quân đội Mỹ ở lâu hơn nữa không phải là giải pháp mà là một công thức để thể hiện hiện diện tại đó vô thời hạn. Chính sách này vấp phải nhiều áp lực trong những ngày gần đây khi lực lượng Taliban chiếm giữ 6 thủ phủ cấp tỉnh còn quân đội Afghanistan bộc lộ rõ sự yếu kém của mình. Nhiều chuyên gia an ninh cảnh báo rằng các nhóm khủng bố như Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể sử dụng Afghanistan làm bàn đạp để tiến hành các cuộc tấn công mới ở nước ngoài. Thế nhưng cho đến nay, ông Biden vẫn chưa tỏ rõ dấu hiệu nào cho thấy sẽ thay đổi hướng đi. Toàn bộ quá trình xây dựng nhà nước không dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh của địa phương mà dựa trên một mô hình được đưa ra từ bên ngoài vào đây. Ông Omarsan phân tích, thế nên giờ đây chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của trật tự nhà nước. Oranjan Nemat, một học giả và cũng là nhà nghiên cứu người Afghanistan, thậm chí còn lên tiếng cáo buộc mạnh mẽ hơn, Mỹ làm cho đất nước chúng tôi phải phụ thuộc mọi thứ vào họ trong suốt 20 năm, rồi một ngày họ đột ngột quyết định rời đi, họ ra đi mà không đảm bảo cho Afghanistan có thể đạt được bất cứ tiến bộ nào. Với tốc độ, quy mô và mức độ can dự của họ ở Afghanistan, họ phải có trách nhiệm lớn hơn. Nga không kích dữ dội, trụ sở chỉ huy của phe cánh thổ bị thổi bay. Liên tục tấn công nhưng lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn để trừng phạt Nga không kích dữ dội vào tỉnh Idlib của Syria. Ngày 10 tháng 8, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân trong khu vực Anbas Anzarit ở tỉnh Idlib của Syria. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 2 ngày liên tiếp vào Idlib. Ngày 9 tháng 8, ít nhất 4 cuộc không kích của Nga đã nhằm vào các công sự của phiến quân do lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Các cuộc không kích diễn ra đồng thời với các cuộc pháo kích hạng nặng của quân đội Ả Rập Syria vào các vị trí ở phía nam Idlib. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Hayat Tahrir al-Sham. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, Nga đã triển khai hơn 80 cuộc không kích nhằm vào miền nam Idlib trong tháng 7. Liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn là lý do lực lượng Nga và quân chính phủ Syria tăng cường các cuộc tấn công trừng phạt nhằm vào phe phái tự nhận là phe đối lập ôn hòa. Ngày 5 tháng 8, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành một loạt không kích nhằm vào các vị trí phiến quân xung quanh thị trấn Anbara, vùng nông thôn phía nam Idlib và khu vực xung quanh thị trấn Kabani, vùng nông thôn phía bắc Latakia. Bên cạnh các cuộc không kích của Nga, pháo kích của quân đội Ả Rập Syria, các tay súng bắn tỉa thuộc quân chính phủ cũng tăng cường hoạt động truy lùng và tiêu diệt kẻ thù. TSF cho biết, hai tay súng ở khu vực núi Anzawiwa thuộc vùng nông thôn phía nam Idlib đã bị tiêu diệt. Cả hai tay súng này đều được xác định thuộc lực lượng đặc biệt trong lữ đoàn Abu Bakr al-Silif của Hayat Tahrir al-Sham. Các nhóm Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Idlib và vùng nông thôn Aleppo cũng đang phải đối diện với các cuộc tấn công của lực lượng dân chủ Syria. Ngày 5 tháng 8, hai dân thường đã thiệt mạng do lực lượng người Kurd tấn công vào khu vực gần thị trấn Hawan. Đây là khu vực phía bắc Aleppo do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.
Các cuộc tấn công của lực lượng dân chủ Syria được cho là phản ứng trước các cuộc pháo kích dữ dội của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái được Ankara hậu thuẫn nhằm vào vùng nông thôn Rabat. Tình hình tại Idlib vô cùng căng thẳng. Các phiến quân khác trong khu vực thường xuyên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Các nhóm vũ trang do Hayat Tahrir al-Assam dẫn đầu liên tục tăng cường các cuộc tấn công trong những ngày gần đây để hỗ trợ phiến quân ở Dara. Hiện tại, phiến quân tại Dara đang giao tranh dữ dội với quân đội Ả Rập Syria vì từ chối ký kết các thỏa thuận. Trước đó, các nhà lãnh đạo Dara Abalat từ chối yêu cầu mà chính phủ Syria đã đặt ra, bao gồm việc triển khai các đơn vị tới khu vực và trục xuất các tay súng bị truy nã. Moscow đã cố gắng làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhưng không thành công. Nga thả rắn độc vào châu Âu, phương Tây cãi nhau to, Ukraine lo đến mất ngủ. Bất chấp những cam kết sẽ không để Nga dùng dự án năng lượng mới làm vũ khí địa chính trị, các nước châu Âu vẫn tức tối với quyết định của Mỹ, Đức. Bằng cách đạt thỏa thuận mở đường cho việc hoàn thành đường ống Nord Stream 2 gây tranh cãi, Washington dường như đã đánh đổi lợi ích của đồng minh châu Âu để lấy lòng người Đức, đồng thời mang đến món quà cho người Nga. Không ngạc nhiên khi các quốc gia Trung và Đông Âu tức tối với quyết định này khi mối quan ngại về an ninh địa chính trị của các nước này có cơ sở. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, đường ống khí đốt của Nga không hẳn chỉ mang đến tác động tiêu cực, ngược lại dự án thậm chí còn mang lại lợi ích an ninh trong khu vực theo cách ít ai ngờ. Đồng minh bị bán đứng. Thỏa thuận được các nhà đàm phán Mỹ và Đức công bố hồi tháng trước đánh dấu chấm hết cho nỗ lực hạ bệ dự án năng lượng quan trọng của Nga. Với quyết định tranh cãi này, Mỹ đã nhận về một số cam kết quan trọng từ Đức và đạt được bước tiến quan đáng kể trong việc khôi phục mối quan hệ giữa cả hai. Đổi lại, Đức đảm bảo các điều khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng thay thế ở Ukraine, giúp Kiev đàm phán gia hạn hợp đồng quá cảnh khí đốt với Moscow và theo đuổi các lệnh trừng phạt chống lại Nga nếu nước này sử dụng khí đốt sang Ukraine làm đòn bẩy chính trị. Bất chấp những hứa hẹn, nghe có vẻ hợp lý như vậy, các đồng minh Trung và Đông Âu rất tức giận với thỏa thuận mới. Các nước coi Nord Stream 2 là một vũ khí địa chính trị hơn là một dự án thương mại thuần túy. Ba Lan và các nước Baltic vẫn tin rằng đường ống sẽ tạo điều kiện cho các kế hoạch táo bạo hơn nữa từ Nga. Tuy nhiên, không khó để hiểu vì sao Mỹ bỏ ngoài tai những lời than vãn để chấp nhận thông qua dự án vốn được coi là nguy hiểm của Nga chỉ để cứu vãn quan hệ với Đức. Trong thập kỷ qua, Đức đã trở thành trụ cột trong chính sách an ninh và đối ngoại của Mỹ ở châu Âu. Về kinh tế và chính trị, Đức đứng đầu trong số các quốc gia đại diện trong châu lục, sở hữu quyền lực mềm lớn hơn Pháp, Vương quốc Anh, Ý hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Bất chấp cuộc suy thoái do dịch bệnh gây ra, Đức vẫn vượt trội hơn tất cả các nước láng giềng về triển vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn. Tất nhiên, năng lực quân sự của Đức vẫn còn yếu kém so với Pháp và Anh, nhưng quan trọng hơn cả đối với Washington, thỏa thuận Nord Stream 2 giúp xích lại gần hơn với Berlin. Cuộc cạnh tranh quyền lực lớn đang diễn ra giữa một bên là Mỹ, bên kia là Nga và Trung Quốc, thể hiện ở nhiều mặt hỗn loạn. Mai đến các thách thức chính trị, ngoại giao, kinh tế, thông tin và quân sự, chỉ thiếu mức nổ ra chiến tranh. Điều đó nghĩa là mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Washington và Berlin có khả năng mang lại lợi ích lâu dài, không chỉ của Đức mà cả của Trung Đông và châu Âu, Trung và Đông Âu. Do vị trí địa lý, các quốc gia này nằm giữa con đường rủi ro Đức và Nga, họ cần Đức có chỗ dựa vững chắc với phương Tây và thỏa thuận Nord Stream 2 sẽ giúp đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Nói một cách rõ ràng hơn, nhờ có dự án rủi ro của Nga mà những đồng minh xuyên Đại Tây Dương khăng khít với nhau hơn. Hơn nữa, Nga có khả năng sẽ không bao giờ sử dụng hết công suất của Nord Stream 2, biến đổi khí hậu và xu hướng dài hạn trong tiêu thụ năng lượng trên khắp châu Âu sẽ dẫn đến giảm sự sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng tới năng lượng tái tạo. Theo thời gian, doanh số bán khí đốt của Nga ở châu Âu giảm dần cũng sẽ làm suy yếu vai trò trung chuyển năng lượng của Ukraine. Có thể nói Nord Stream 2 dù chắc chắn là một thành công chiến lược của Nga, nhưng thỏa thuận cũng thể hiện một chiến thắng cho Washington khi đạt được những cam kết với Berlin mà nếu trong bối cảnh bình thường sẽ khó xảy ra. Cho đến khi nào quốc gia hùng mạnh ở phía Tây vẫn neo đậu vững chắc vào Mỹ và đồng minh xuyên Đại Tây Dương đối trọng với Nga, các nước Trung và Đông Âu cũng sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này.